TV xin chào cả nhà nha. Rất vui cả nhà đã đến video tiếp theo của mình. Hôm nay mời cả nhà cùng xem set 2 giữa anh Trưng với mình một bộ nha cả nhà. Cô Trúc với chú Ngọc một bộ. Set 1 là mình chấp 10 điểm. Và bên chú Ngọc với cô Trúc thua cả nhà. Set 2 này mình với anh Trưng chấp 20 cả nhà. Xem bây giờ này đánh mình với anh Trưng đánh 90 điểm. Cô Trúc với chú Ngọc 70 điểm. Mời cả nhà đón xem bây giờ với mình luôn nha cả nhà. Một điểm đầu tiên cô chúc bạn. Một khởi động. Tiên nghĩ là chưa điểm anh chưa? Chưa mà thì có điểm bà ta. Bà đi trắng không? Ừ. Trắng gì? Cả nhà thấy clip mình hay cho mình một lượt like, một lượt đăng ký, một lượt chia sẻ cả nhà. Đặng có động lực ra nhiều video hay hơn nữa cho cả nhà xem. Cả nhà ơi, em với thằng Ngọc phải lấy phong độ lại cả nhà ơi, chứ để thua hai xe cắn là đau lòng chiến sĩ. Sevilla này 70 90 cả nhà. Chúc cả nhà ngày mới vui vẻ và có thật nhiều sức khỏe. Một đó anh Trưng, ghi giùm em anh Trưng. Một đều. Số giờ một đều nha các nhà. Liệu xe này chú Ngọc với cô Trúc có gỡ là một đều hay là thua hai xe đúp nha các nhà. Cái này nó không đậu à, của Ngọc kia, Quang kia làm bán cho anh ấy xem. Trời ơi. Cơ của tôi là cơ đi tâm ngôn nguyện rồi. Chú Ngọc mấy bữa nay bị đỏ mắt cả nhà ơi. Nên không có xuất hiện clip. Thầy chạy khỏi tay gì đó quá. Chạy khỏi tay gì. Sách bây giờ anh này đội nào thắng vẫn là tiếp tục 5 kg gạo cả nhà. Lời băng luôn mày ơi, khỏi quýnh luôn. Đó. Đầu con bê làm gì chặt mà. Ôi trời. Bố, uổng em trời. Bốn nữa là năm một cái nhà mình lên chung một điểm đó là năm cô Trúc với chú Ngọc 5 điểm rồi chứ này mày lo mày tới mày đó Ngọc ơi, Ngọc ế thằng Pháp quýnh cho đèn qua cửa chúng không khi dễ ta với ta chấp 20 điểm khi dễ ta với ta 20 thì 20 chứ bà nói chuyện ngộ quá bà Pháp ơi bộ 20 cái muốn đi như mà đi thì gì để tao mời cả nhà uống trà đường với tao ta thử coi này quậy lên nữa rồi. Dạ em mời cả nhà uống trà đường với em cả nhà ơi. Thằng em xử thằng Pháp với thằng Mỹ thôi. À. Trời quá nắng cả nhà ơi, tới hồi mưa tới hồi nắng. Ôi, uống vô cho vô miếng nước sao mà kiểu nó ấm con người dữ nè. Trời ơi, quýnh đường gì bà Tám? Gì mới gom cái chút. Gom. Rồi không có bà Tám năm ôi chúng chai tàu lao đó là thấy không mề sáu bảy thì đó mày trôi vậy 8. Ê thôi à đó, thắng lại mày. Ê. Tới chuyện rồi đó.
Đến. Báo lại rồi. Mời. Vậy mới được. Mời 11 cái nhà ơi. Quá dở. Quá tía Ben vậy mà. Chứ tay ghế luôn kìa. Từ từ làm gì vậy? Bà nội ơi, bà làm gì tôi muốn xỉu với mình đó bà nội. Thằng ngô. Bà nội quánh đã gặp cái ngày cơ lớn mình phải đi một cái chú Ngọc một nữa là sáu cái nhầy. Trời ơi bà nội ơi, trái nãy là thấy tôi muốn té ghế rồi mà thêm trái này á thấy tôi chết ghế luôn rồi. Quên chưa chứ thấy quên rồi đó. Quên hả? Quên rồi ba. Trời ơi, bộ tôi với đó quýnh cái chắc đi trời tiền không nó trời sao mà mù. Đó, ê đúng rồi. Đúng rồi. Đó. Đường ở đâu không? Gì vậy? Gì ở chụp đi. Phê phía mày sao mày tối ngày mày tàu lao rồi. Bọc ghim chân đi. Hồng bộ của B này để bộ để mà không để đạn nó bộ. Quỷ ma này mà. Sao không sợ bà nội, cái đó mình thấy chưa, mình không có ăn được thì mình phải chạy đạn đó một cái đi. Để không ấy tiêu à trời. Bà nội quýnh chịu gì nói mà quýnh. Mày mày cúp bê với nó mày tuột xuống một cái mày về để nó giả cho mừng nữa thì sao sống nổi đó. Đó. Để tôi gài bi nó một cái đi. Gài lắm. Chứ cái đường đó mình thấy cúp bê cái trái này nằm tốt trên đây nó hiu lắm mà. Trái bánh xe bên này không có đồ tàn nha, dít quá, chật cơ. Không đuôi thừa nha, cái tại mình hơi dở. Xe cái xe bộ ơi, bộ. Bộ ơi, thầy ông chú chạy đạn rồi. Mấy phê gì vậy đó mới gom. Ừ vậy đó. Quẹ anh Trinh, tin tên quẹ. Vì sao có tao tinh thần lắm, cho nó tắt cái đi. Mình ý anh sao ý ăn ăn hai cái đúp luôn hả là trời cho. Ơi muốn ăn là phải bỏ cái giò trên đây này ăn mới được chứ đừng nói muốn nói chuyện cái lương với tôi. Mấy người làm như mấy người thiển C hai này cô chú với chú Ngọc có thắng thì cả nhà cứ để lại comment cho mình phân kèo là bao nhiêu điểm nữa cả nhà, còn mình thắng hai cái đúp thì thôi cho cả nhà giờ phân kèo đi. Mình là khỏi được rồi, nhớ đợt sau vô cho cả nhà phân kèo 50-50 giùm em nha cả nhà. Anh cho em quýnh cho nó nhẹ ăn chút coi. Có lắm, 50-50 không có đâu, không ai mình không ai mà phân kèo vậy chứ, đó nằm mơ á, ước mơ cả nhà chút. Ơi nhớ phân kèo giùm em 50-50 đặng em lấy động lực em quýnh cái xe này nha cả nhà. Ừ vậy đó là đi nó về vậy đó. Ừ phải đi đi về nó vậy em chân sao 6-18 ơi, vừa vừa bà tám ơi 18-6 vậy. Nó quýnh gom thì nó buông ra nó để tôi phải gom. Chút buông cơ này ra là mình lấy điểm chấp nghe nha. Họ, tao buông ra cho mày lấy điểm chấp. Ai có gì mà khó mày hỏi gom không gom thôi chứ khó khiếp gì. Hai. Trời ơi trời sao mà nó dày nè trời. Sao chú Ngọc gửi ý kiến rồi. Hai. Đâu quýnh bộ mình phải hỏi kiến này chứ. Cái mẹ đó đó trúng trái một sao bộ. Đúng.
đó bộ ghé cái bộ trời ơi à, bằng cái bê luôn trời ôi bằng cái bê trời quá dữ phải mà chỉ mày phải chỉ ngay ngón tay tới đâu rồi tao làm tới đó là dính à rồi bốn chỉ tao vô trong kia cũng được nè chỉ vô trong kia đang kêu con nhỏ chú quán ra tính tiền á còn hốt nữa tính tiền gì chuyện đó chuyện từ từ tính sau mầm dữ lắm nó mầm mấy cô chút bốn bốn là mười phải không mười bốn với sáu là mười nó làm gì làm đi con trời ơi quá mỏng quá vậy mày cứ an tâm đi tao là mày ở sau Hồng Pháp là cứ đi tao ở trước bồ tao quýnh ha là trái này ba đời chưa chặt nữa nè rút về ép liền cái bồ chặt đi ê bà nội ơi đừng đá bà nội vậy đó chúng bồ bà tía nó bồ tôi ha mới tô cái nhà chà bá đó mạnh chút bồ ơi mạnh chút bồ trúng rồi bà nội ơi bà đứng giấy lại bà cầm lơ giùm tôi cái hai bộ nó giống hệt trời chứ sao có đường ta trúng thì ta phải hai lơ ta quýnh nữa chứ tranh thủ thời gian không thời gian là vàng bạc cái cơ bộ liệu xe này ve có hai khớp không cả nhà trời ơi bộ ta gia đình của tôi yên ổn rồi yêu cầu mà không có lộn xộn rồi yêu cầu mà gia đình của cô chú mà như vậy là mình rất là vui cả nhà cả nhà ơi cả nhà ủng hộ cho gia đình em nghe cả nhà gia đình em mà lộn xộn là cả nhà biết rồi đó mà còn im ấm là cả nhà thấy là có lý đó mấy à bộ mình đếm lớn lên cho người ta biết bộ giữ bi mà giữ bi hay chứ không bộ cả nhà ơi nhớ ra em ăn xe này được sao cả nhà ủng hộ em qua 50-50 á cả nhà có lắm cho em nhẹ tội chút nếu nhà phân 50-50 là mình nghĩ cho khán giả phân kèo luôn cả nhà được sao cả nhà ủng hộ em nhiều nhiều đi xe hai chứ đúp rồi còn đâu nữa phân 50-50 giùm em đi có đúp không á muốn đúp thì dễ lắm qua đây bồ 8 này hả trời ơi giữ ra bay vừa vừa bộ đường cơ mình nhớ mối thu anh xe giữ mối vừa vừa đặng vừa vừa đi đặng cho tan hay chết luôn đi vừa vừa đi đừng có là làm dữ rồi bộ ơi mỏng chút nữa mới dính bộ ơi vừa vừa đặng hai bộ mình thua hai chơi đất chín nữa mình 19 mình qua mặt ba cái coi bộ trái đó bộ quýnh mỏng chút là nó trúng rồi bộ trời ơi mấy giờ xuống chân hả mời mấy giờ xuống bằng chị đặt cái bàn này trước coi lên nè chân có đây ngồi nè cho ngồi ghế đó kìa ghế này nè ngồi có gì không vậy để ghế cho bà đi để ghế cho bà đi để ghế đi cho bà chút đi ngồi ghế đó kìa ôi ôi vậy cũng vậy mà nó đành đồng lòn em luôn bảy ơi đều ơi có sao không đều tao để nha là cái như thằng Pháp nó muốn trúng điểm là nó khó bằng trời á nó mới trúng được đá con đá con đúng rồi đó không đá một mâm à không đá một mâm mày quýnh được nó thấy một mâm mà mày dặn là không ăn nhà tục luôn yeah làm nước hết chưa anh Trưng có nước chưa anh núi vậy đã Ngọc có nước chưa Ngọc đâu đi mày đâu đi mày con cái gì mày chưa uống thì đi mày đó đi mà cái nhà cũng chờ đợi mình thôi cái nhà
bữa nay nó mấy kia xe này của Trúc với chú Ngọc có thua hai đứa không vậy? Ủa, gắt chút nữa bộ yếu rồi. Ui uổng trời. Ba nó nhiêu chú Ngọc? 22 hả? 22, 18 cả nhà. Còn 20 đứa chấp bỏ đâu cả nhà. Gửi ngân hàng. Thua là cả nhà phân kẹo cho điều điều cả nhà. Nhớ đợt sau cả nhà ơi, em ăn xe này đợt sau cả nhà ủng hộ em 50-50 nha cả nhà. Ăn cho em nhẹ thở chút coi. Ui cái đó bộ muốn gắt vô chút nữa là không ổn rồi, bộ nhẹ dưới bộ. Điểm lớn lên chút đi cho cả nhà người ta nghe để ngậm ngậm à. Hơi ngậm ngậm hơi phun răng đóng à. Cơ mười đi bộ ơi, lấy điểm chấp đi. Cái gì? Cơ mười lấy điểm chấp. Trời ơi, cơ mười nó được nhiêu mà nó bắt điểm chấp trời, nó mười không? Mười á. Lấy chân. Bộ mày đi. Bốn đêm hai điều cái nhầy. Bà một điểm không à? Hên dữ lắm mới được một điểm. Sao nói chuyện kỳ vậy bồ? Con gà lấy cúp hả? Cho bữa nay mấy cái cúp trao lại cho bên Nam lại chứ. Trời ơi. Không. Ngày cũng chút ba cúp đó anh chị. Ngồi nè Ngọc. Chứ. Ngày cũng bảo là được ba cúp rồi đó. Ừ, được ba cúp rồi. Ngày này cúp rồi. Vậy anh em mình. Nè nè cúp nè. Ui ui. Tao đâu quên thì mỹ. Để. Một nữa, hai ba. Ồ, chứ nó thiếu một tí rồi. Dạ cái ơi bộ. Rồi, dạ cái coi. Coi. Dạ coi. Yeah. Dùng cái đồ hầu lao. Dạ, gì vậy? Dạ là cho dạ hai xe đúp. Hai xe đúp cho mày đó. Vì đây chân mà nghĩ đi bệnh chân mà nó quýnh hai đó quýnh lại không chúng rồi hai gì trời mà ăn pháp rồi cái như là gọi xong rồi đó cái đó hồi nãy mà liếm một cái nữa là giàu luôn đó hả vậy đây đá là bà tám ơi quýnh đường không có đường trúng không à trời đảng để bên giữa đi một đến 23 điều hết chân để vậy đi rồi chiến tại vì mà chạy đường nào mà nói mà chạy đây tao chạy đường nào thì kia để tao quýnh mày thì biết liền cái gì đường này đường nào cho đạn cả nhà đi tên vô té lấy ông về có cái ghế tao biết cái ghế nó dựa tao rồi mày muốn nói té là té làm sao mệt đang ghi điểm đi nhìn gì đánh dở ôi ô trời vậy mới lộn hai mươi bốn cái nhảy trời một nữa mày có điểm đồng hay chấp nha qua mặt mày nè con đó, ôi ô trời mày cũng có điểm một à đó cái này đó, nó hở ra ba thước nghe pháp cái này nó hở ra ba thước con rồi bữa nay là thấy rồi đó thấy con lý lắm mày đó miếng đỏ miếng đỏ đợt sau tao giái cả nhà 24 điều cả nhà giái cả nhà ra kèo 50-50 dụng cái ha. Ờ thì thua xe này thì cả nhà phân ra có đồng lắm. Vậy vậy thì mà xe này cô Trúc với chú Ngọc nếu cả nhà phân quýnh đồng thì tao quýnh đồng mà phân 50 là phải quýnh 50 nha. Ok theo số đồng mà đó à, nói trước đó mình theo số đồng rồi cả nhà chứ một hai mình lận rồi mình không theo đủ rồi chứ bạn. Mà có ai cho đâu mà để cái nhà phân kèo nữa đã ta hai đúp rồi có lắm có hai đúp lắm tao cái này nè nó thấy ông ta nhìn không là
Đi ra da này dễ ăn người gà lắm. Hả? Mấy thằng vô tự nhiên quýnh đầu lao trời. Gà dữ lắm, gà tự nhiên cháu đó quýnh chặt trời. Thằng ơi, cháu đó khó gì bà nội. Có thằng Pháp nó khó không khó thôi, chứ tao làm gì tao khó. Một. Ừ, vậy đó bộ. Sát vô luôn coi. Ừ. Cẩn thận củi lửa nha. Chứ cái này thấy không có được rồi đó. Bình bình dữ lắm, bình á. Tắt thở vào. Hai. Ô tự nhiên cháu vô gà vậy quýnh chặt trời. Trời ơi. Núp đi, núp nhiều nhiều vô con. Núp nhiều nhiều á. Ô bị gì trời, mở vô anh sang. Sang. Có gì mà anh này dính hình hồi anh cắt mất công á. Đi mà anh đi. Hay nữa, heo quẩy nữa nhờ. Ừ, chịu đi bộ. Chị đạn giữ dùm tổ. Không phải không? Bộ 25. Này điểm đồng không có nhầy. Có, xe này khó sống rồi. Hay quá anh Trân ơi, anh quýnh chạy đạn em hay quá anh Trân. Đó, lần nào mình ăn hai cái đứa anh Trân. Trời ơi, thôi đi mấy bà tám, mấy bà nói chuyện ngộ quá à. Cả nhà ta cười mấy bà đó. Một. Hai. Hơi nhẹ ha. Trời ơi. Trời đâu gì kỳ vậy ngốc. Mấy trái đó nó chạy. Hai nữa. 27 nè con. Thằng ơi trái gì sao mà quýnh ngon vào gà mà sao mà quýnh gì cho dư dữ vậy trời. Đè 3 mét. Trời ơi trái đó tính tỷ gì đó bà tám ơi chứ đường nào chặt. Ừ. Nhúc nhích nhí à. Trời ơi. Thấy bộ tao quýnh giữ bi không? Thấy thấy. Nó giữ bi nữa đó thấy không? Trời bộ. Bỏ 28. Qua mặt mày á hả con? Trời ơi. Ôi. Bỏ lên chân. Bỏ này 28 đều. Ê gì vô bố, gì vô bố. Gì vô, gì vô. Ê. Ý. Ý. Được không? Ồ, sao mà nó sung dữ vậy trời. Dạ, dạ. Ý, vô đi. Trời ô, vậy mà thiếu tôi trời. Quýnh đẹp vậy mà thiếu. Dạ trời, trời Phật ơi, Pháp ơi. Ê. Một. Trời ơi, trái vậy mà quýnh thiếu em. Nhờ khó nữa con. Ba điểm nha. Có liếm không trời? Cô cũng có kiểu liếm này nữa rồi. Cũng. Ừ, đó.
bên lên con ơi. Vậy đó. Anh thằng ơi, nãy giờ không có nhậu chúng cho cả nhà. Mẹ anh thì mẹ né dễ dàng mà lấy trái đỏ rồi thôi chứ còn đòi hỏi gì nữa mà đó. 4-32. Dạ đúng rồi. Chứ còn chưa chắc mới bắt. Này cái vàng đó mày ơi. Vậy gì không chạy đều về về tới ngay ngay ác nhà không có băng được luôn. Chú chạy luôn. Bỏ cái Ngọc. Bỏ cái 29. Bà nói đi ơi. Bà quýnh bà. Bà không quýnh đi em thôi mà mạnh lên mà chứ. Nhẹ dữ là bà tám. Hoài luôn à chứ sao rồi cứ quýnh tử giờ sao hoài luôn hả? Hoài hết chân. Mày 2 nó 34. 34 29 cái này. Mình với anh Trưng 34. Cô Ngọc với cô Trúc 29 điểm. Rồi bắt đầu mình lấy lên chấp nha cả nhà. Trời ơi sao kỳ vậy Ngọc. Mới đầu thì còn chạy chứ hỏi quýnh sao chạy nổi. Ủa giờ tắt cái đạn rồi. Giờ mà tắt cái đạn nó chạy rồi. Chứ cái trái đường nào chặt đâu chạy đạn hàng pháp gì kỳ vậy trời. Giống như tôi được chị hai trái lòng rồi đó. Ồ trái tinh nguyện nhà vậy vậy lên nó móc nó ra mà ai ngỡ dư ngoài trời này tự giờ chặt trái đồ gà nãy cái giờ tàu lao luôn rồi trời. Trời ơi. Trời Phật ơi. Ngọc cháy chặt cái thôi 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 cái gọi. À băng hả con? 4. Ừ, à băng vậy đó. Đó là chi vậy trời. Ô, cháy vậy mà lại chặt hoài vậy trời. Năm. Sáu. Mấy ai? Sáu. Sáu ghi sáu vô đi bà tám thôi. Dạ. Cái này trúng lắm. 7 cũng tài bộ ối rồi 7 nữa 41. Giờ à, cơ con lên pháp lên Mỹ này mà để tích cơ dở cái nhà ô. Đâu à? Là Mỹ anh Trưng. Có cục là Mỹ đó. Trời ơi. Nãy giờ không có ra cục lên này luôn nè, thấy giờ nãy giờ tha đâu có tách đâu. Từ giờ tao quýnh là tha rồi đó, cũng đâu có tách đâu. Cũng còn ngon đó bộ. Cái lô này nó im nè, nó dính mà tha là dính liền, nó đâu có ra dăng bụi đâu hả? Tha nó dính vô cái đầu lơ luôn hả? Cầm vô đầu cơ luôn hả? Nó đâu có tách đâu, nó không có dăng bụi ra để nó đúng rồi rồi giật lại không con yếu rồi đó, nó hơi yếu rồi xui luôn rồi. À, nữa mình ba xui lại dư sức anh chân ơi đầu đá này.
Sơn thấy đây có dính không? Bu lê còn gom sơn đó. Gom không á chứ. Cái đó thấy bồ quýnh sao bồ đế đầu không chắc nó phê miếng nào chứ. Cơ này nên chừng lấy chấp tiền à. Có lắm, dễ lấy đó. Hai đường chút không chưa? Mấy đường? Mấy đường á, tao hỏi là mấy đường á. Hai đường chúng mà. Ôi ôi. Nói hai đường chúng ra trước khi bánh mà. Trời gì? Đường chúng là thấy mê vậy đó. Mê không? Mê rồi. Càng chúng càng mê. Mấy hai? Cái này lên chấp rồi. Trời ơi, mới đây 5 điểm rồi. Mới đây 5 điểm rồi. 5 đến 46 anh Trân đi. 46 32. Sevilla này 90-70 các nhà. Mình với anh Trưng 90 điểm. Chú Ngọc với cô Trúc 70 điểm. Ở là chú còn. Trời ơi. Giải thưởng tiếp tục là 5 kg gạo các nhà. Đội nào thắng các nhà. Tiếp đó mình ra 6 giờ chiều hàng ngày cho nhà xem. Không dữ rồi. Trời hoặc ơi trời. Ô, quên mộng dữ rồi. Một nữa, 33. U dặm cái đó gì xong rồi cho mỏng dữ ha, cái này dễ ăn lắm. Dễ ăn lắm nên nhiều gà. Nó đá vậy mình mới ngon đó bồ. Vinh. Bồ đi mười đi, ăn tôi tống 15 coi. Băng móc giá nha bồ. Băng móc nó gom hơn. Trời ơi trời, băng móc đi không chịu đâu, có cãi em không. Một nữa 34-46. Ngọc này tao quýnh móc băng Ngọc. Móc băng nè, móc băng nè. Giờ anh Trưng nó móc nè, móc nè, móc like nè. Ủa trái móc băng nó ngon. Con bồ tôi sơn trời. Gì nữa đây, đầu mặt ơi. Nó nằm vậy đó. Gì nữa đây. Quá quá trô rồi chân ơi, quá trô. Ba nữa, ba nữa 49. Ba nữa 49. Muốn nhiều bây giờ báo biết chừng nào quấn với con đây nào hổng ngày mà đâu cho ăn được. Trời ơi vẫn chơi hoài ở Pháp Mỹ ở đâu cơ lớn nào mà ăn được. Một gà mới đi cái 2-3 ánh lắm rồi. Ừ mày gom mày đi được cái mấy. Trời ơi thấy chú Ngọc không hổng gà hổng giết mấy cơ mười mấy không không cơ mười mấy không. Cơ mười mấy á, hai. Bánh là không quyết định gì đó, bánh. Trời ơi, té giếng trời. Thôi vàng. Thôi vàng ngưng. Đi. Ngưng sao ngưng được. Thôi. Hai nữa, 36. Thôi đều, được rồi. Ô giật về mạnh chạy về mà sao chạy tới đó không rồi. Này. Ừ. Nổ. Ba. Đúng quá. Đặt mấy phát rồi đó.
4. Năm. Năm ghi năm vô đi bà Tám ơi. Năm nữa là 44 rồi hả? Sáu. Sáu nữa, 55. Lấy cái cờ vô cái quéo liền trời. Dư luôn. Bị dèm à? Mày bị dèm hả Ngọc? Ô quá kéo. Lập cho kéo rồi. Trời ơi trúng luôn kìa. Hay đó. Về cái bộ hai hết chưa? Hai 257 một quấn gì hết ra phải gom gì nữa không chân mới có theo điểm mà hai anh em mình kịp hai bốn cái nữa hết cái rồi bồi bốn ác bì thiệt chứ ác bì chứ tay không tay cái tay hơi dữ vậy thằng à năm đẹp chứ đeo không giờ đẳng cấp không đẹp sao cho mà trúng được cái đó quá đẹp của chúng đây năm nữa 41 sát rồi luôn bồ ừ vậy đó ô giật về mà sợ thiếu anh thiếu chút được rồi dư quá gì á ừ gì vậy ủi mạnh mạnh lên vậy đó bồ ừ ít nhất là phải ủi ủi vậy á bồ tôi giữ bi không ta thấy bồ tôi giữ bi hay không hay trời ơi bồ ơi bồ ta giữ bi là trình độ vậy á rồi từ từ đi bộ ơi mình trúng rồi cái đầu mình sửa sai lại từ từ chín nè bồ ba chưa Ngọc ba nữa bồ kéo giùm bồ ba nữa 44 để cho tao ba băng vừa cái này nó tao ba băng gì đó tao ủi ủi gì đó quả là à, thấy nó ủi nó cũng lớn không phải không thì phải bỏ thôi chứ sao bỏ kéo lại đây thôi ơi ừ.
Đó cho mạnh mẽ sao cô chú? Có sao đâu, bình thường. Bên mày được nhiều điểm mày. Dạ cô coi coi. Lớn lên giùm cái đây. Dạ cô còn giật không cô chú? Còn chứ sao không còn. Nãy giờ có giật không? Chưa tới giờ giật thôi. Bánh cho cô chú giật giò anh Trân. Giật. Em không muốn ăn hai súp đâu nha, phải ăn đó. Dễ ăn lắm. Như vậy là chín không chín? Bảy hả? Mấy ai? Chín. Chào chào. Thôi lấy quay mới này 9 điểm rồi trời. Không có hút nữa xong rồi. Ở ăn cái bồ 11 lên 68. 68 này cô chú. 68 này hả? Các là 4 điểm luôn rồi đó. Trời Phật cơ, rồi xong đó rồi cả nhà ơi. Hôm qua bà lấy cúp. Hôm qua bà lấy cúp hả? Hôm qua lấy cúp nhiều này nhã nhiều rồi. Đâu là qua bà lấy cúp hả? Này trả mấy cúp lại đây chưa? Mày có lấy cúp đâu? Mày chỉ bên bộ mày như vậy. Hai nữa là ủa trời ơi nó còn nhiều lắm bộ ơi. Hai nữa gần đủ rồi. 8 thằng nha bộ. Bà tí hai bộ lỏng hơi chắc tiêu nó quá. Ba. Cái này là như một lát nữa mà nếu có Ben là không có cho ngồi trên cái bàn Ben nha. Tắt thở hả? Ba nữa. 71. Gọn nữa rồi. Rồi được rác thôi à. Ừ, vậy đi bồ. Bồ tao hình như là nó đói quá, nó yếu. Bồ tao đói quá, nó yếu mày ơi. Trời ơi, trời đã nhẹ vô hết luôn. Quên chưa? Còn hả? Chắc gặp. Còn cái nào nữa hả? Đi ba đi. Đây bồ tao đã bị giam. Ờ, cái bạn đó nó bị giam rồi. Thôi nè. Ê, mày á quýnh thì bà nội ơi, bà quýnh thì bà quýnh, ai nói tới bà. Thôi nè, không có luôn nè, mới nãy sao. Trời ơi trời. Sao nãy về luôn, vui vẻ lắm mà. Hồi nãy gia đình nó không có lộn xộn cả nhà ơi, giờ thấy nó lộn xộn rồi. Ê. Thôi đời. Trời ơi rồi đó. Bỏ lực. 4-75. Quá hay. Dễ ăn lắm. Mày làm nhào vô đây mày ăn.
Ngon. Hai. Trời ơi. Ô, bánh mỏng vậy mà nó không vô nữa trời, 3 nó 7. Mỏng vậy mà nó không vô tới luôn trời. Trời trời. Có mỏng. Hết vô luôn. Ừ gì đó. Quá đẹp. Quá gồm. Nó còn cũng 15 điểm chứ đâu phải ít đâu bộ. Mười lăm hai ba nhầm nhòi gì ba có lẽ té bây giờ tôi biết tôi rút cái chua sạc tôi ra tôi hạ cái gì ngộ gì lắm không tại con bồ tôi tự nó giờ mẹ để cho xuống máy vậy thôi chứ máy này chạy cũng tốt hơn chứ tốt lành tanh hơn chơi tốt nó đêm gì đó mới nhóm bạc lên rồi đó nhóm bạc lên rồi đó đêm gì đó rồi đó Cục lê ra mày cầm hay gì thế dần dần đây thằng Văn à. 754 cái nhầy. Bên chú Ngọc mới được 754. 54 là còn 16 điểm. Ô. Còn gần gần mấy nhau không chú bộ? Anh Trưng có buông cái này ra thì cô Trúc quánh còn cái cuối một à. Cơ một chứ. Cái đó mà Ngọc nó qua đây nó quýnh là còn điểm nữa. Mà chồm cái đó thấy hiu quá. Năm anh Trưng. Năm. Năm nữa là còn 10. Đủ luôn vậy? Không cho cô chút bánh luôn hả? Dễ đủ lắm mày, 15 điểm nữa đó.
dễ đủ lắm. Mừng tới 85 cái nhà ơi, còn 5 điểm. Còn 5 còn là 16 không, quất cái này đủ luôn. Bên đó cô Trúc với chú Ngọc 54 còn 16 điểm. Ở nhà giờ đón đi coi khách này mình có ăn đúp không cả nhà. Đường rất là giờ rất là bánh đường. Bánh đường này không ai bánh đường giá dắt túi không ai dám bánh đường này chứ. Cho gọi đi. Chứ để làm gì nữa giờ. Dễ dữ rồi ta. Cũng tứ băng rồi chứ đó sao quấn mạnh sao mà chạy nhẹ dữ. Bữa này mày đủ sao mà nói chuyện ngộ hả? À. Dò dữ lắm. Không ngay không ăn tiền á. Bà. Có trúng không bà nội? Trời ơi. Trời Phật cơ. Bốn. Trúng không mà bà ủi cái à. Cái này mày dễ đủ lắm con. Trời ơi. Cà ghê không con? Ca luôn đó. Ca trúng luôn đó phải không? Trúng luôn đó. Bốn nữa. 89. Trời ơi, chưa có rồi mày ơi. Bây giờ mày biết á, Ngọc nó ghê ghê buông ra để mày cọc thỉ. Liệu cái này chú Ngọc có đủ không cả nhà? Mày để cho nó cọc thỉ tao Ngọc. Nó thấy không? Có thúc trường trình. Ơi. À bởi vậy. Đây nè mới vô rồi ve nè, ve cái cây. Ve cái cây. Ve. Ừ vậy đi. Chút chút là cho hai xe nó trắng trợn đi cả nhà. Thôi à. Ai xếp nha. Ai xếp đó rồi còn đâu nữa rồi vô cho bộ. Rồi cái nhà đâu có phần một phần kẹo đâu. Em muốn phần kẹo gì đó thì để lại cho bình luận cho anh. Mình làm cái này. Bây giờ sách này mình với Trương thắng nha. Quá về. Không bồ tao đói mày ơi. Đây đứng đây một chút em, giúp em. Bây giờ cho mình cứ đúng hết tại đây nha. Bye bye cả nhà, hẹn cả nhà lúc sau nha.